Chào các bạn đã đến với kênh Cây Thuốc Nam. Hôm nay thì kênh Cây Thuốc Nam xin chia sẻ đến các bạn một loại cây rất là quen thuộc. Đây là cây rau mương các bạn. Cây rau mương nó có hình dáng như thế này. Nó mọc rất nhiều ở mé mương. Các bạn tìm ở xung quanh mé mương thì có rất là nhiều luôn. Ở đây là ở mé mương vườn nhà mình các bạn. Nó mọc rất là nhiều. Đây thường thường cây rau mương nó cái bông nó có màu vàng, mà cái bông nó hơi nhỏ thôi các bạn. Hôm nay thì chỗ mình trời mưa nên chắc bông rụng hết rồi. Đây mình tìm được cái bông để mình chỉ cho các bạn coi. Đây cái bông nó màu vàng như thế này. Hiện giờ thì trời vẫn mưa lâm râm các bạn, nhưng mà mình hôm nay mình không có ra video nên hôm nay mình sẽ quay cho các bạn, chia sẻ đến các bạn một loại cây thuốc. Thì sau đây thì mình xin chia sẻ công dụng của cây rau mương cho các bạn nha. Đây, để mình quay lại cái bông cho các bạn coi, quay rõ để các bạn có uống thì tìm cho dễ. Thì mình xin chia sẻ những cái công dụng của cây rau mương. Cây rau mương thì nó có vị ngọt, tính mát, nó có tác dụng thanh nhiệt và giải độc. Các bạn có thể dùng cái đọt non của cây rau mương này có thể nấu canh ăn được nha các bạn. Nó có trị cảm mạo và viêm họng. Nếu mà bạn nào bị cảm mạo hay là viêm họng mà dùng cây rau mương để chữa trị thì các bạn có thể hái cái đọt non này, hái cái cây rau mương này khoảng 40 đến 50 gram lá tươi các bạn, rồi sau đó các bạn phơi khô nha, bạn sao lên và sắc với nước uống. Gọi là cây rau mương này thì cũng có thể là chị nấm ăn tay chân, nấm ăn chân á các bạn. Ở chỗ chân của mình hay bị nấm ăn các bạn, thì các bạn dùng cái lá rau mương này các bạn giò nát rồi các bạn chà lên cái chỗ nấm đó. Đây mình có nhổ thử một cái cây rau mương cho các bạn coi, rễ của nó có màu trắng như thế này. Rễ cây rau mương có màu trắng như thế này. Đây là cây rau mương nhỏ có màu trắng như thế này các bạn. Thì hôm nay thì cái công dụng hữu ích mình xin chia sẻ đến các bạn là cây rau mương có thể trị được bệnh đau dạ dày nha các bạn, và dạ dày HB. Có nhiều người uống dùng cái cây rau mương này uống là bệnh đau dạ dày đã khỏi các bạn, nhưng với điều kiện là các bạn trong khoảng thời gian uống thì các bạn không được đụng tới bia rượu nha, và tránh thức khuya nữa. Các bạn chỉ đau dạ dày thì các bạn dùng cái lá, nếu mà các bạn dùng lá tươi thì các bạn dùng khoảng 50 gram lá tươi này, các bạn nấu khoảng nửa lít nước đi, và nấu đến khi nào mà cái lá này nó nhừ ra là các bạn uống được rồi. Rồi các bạn nếu dùng lá khô thì các bạn dùng khoảng 100 gram lá khô, các bạn nấu cũng khoảng nửa lít nước, và các bạn nhớ là các bạn uống trước khi ăn nha. Các bạn uống trước khi ăn khoảng 15 phút. Khoảng 15 phút thì các bạn uống đi, rồi khoảng 15-20 phút sau thì các bạn ăn cơm vô. Buổi sáng hay buổi chiều gì cũng vậy hết. Mình xin nhắc lại là cái khi mà các bạn dùng cái cây rau mương này để chữa bệnh thì các bạn không có đụng tới bia rượu nha các bạn, thì nó sẽ hiệu quả hơn, nó mang tính chất hiệu quả hơn khi mà bạn uống bia rượu. Thì mình cũng khuyên các bạn là đừng có nên uống bia rượu nhiều quá, nó làm ảnh hưởng đến bao tử của mình. Thì cây rau mương này thì cái vị của nó hơi chát chát, khi các bạn uống vô thì nó hơi chát các bạn. Mình uống rồi nó hơi chát nhưng hơi chua một chút. Để một lát mình hái cái cây này vô, mình sẽ nấu nước rồi mình sẽ cho các bạn coi cái nước nó như thế nào nha. Bây giờ mình sẽ hái cây đem vô nhà để nấu nước.
Thì cái nước cây rau mương mình vừa nấu xong luôn các bạn, nó còn khói luôn. Nấu xong thì nó có màu như thế này các bạn. Đây cái màu của nó như thế này. Uống thì nó có vị hơi chát chát và một chút xíu vị chua, nhưng mà rất là dễ uống luôn. Các bạn nào mà bệnh đau bao tử hoặc là dạ dày HB thì các bạn nên uống cái cây này nha các bạn. Các bạn uống liên tục cho mình khoảng 10 đến 15 ngày. Và trong quá trình uống là các bạn không được đụng tới bia rượu nha. Tốt nhất là các bạn nên bỏ bia rượu thì càng tốt. Đây các bạn có thể dùng thân lá cành để nấu. Nhà mình nhiều cây này nên mình nhổ là nguyên cây mình nấu luôn. Khoảng 50g vậy các bạn. Mình nấu thành một nồi nước rồi uống thôi. Để mình quay lại cho các bạn coi nước như thế này đây. Thì video của mình đến đây là hết. Thì các bạn nào yêu thích mình thì hãy bấm đăng ký kênh và cho mình động lực để ra những cái video tiếp theo nha các bạn. Thì mình xin chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe. Tạm biệt các bạn.